Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 12 tháng 5 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước xử lý nghiêm minh mọi tội phạm không để xảy ra oan sai. Phê duyệt đồ án di dời các bộ ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội. Hàng chục người dương tính với ma túy trong quán bar ở Bình Dương. Xử phạt người bán động vật hoang dã trên Facebook. Điện Kremlin giải thích lý do cắt đứt liên lạc với truyền thông phương Tây. Sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay ngày 12 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm qua ngày 11 tháng 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cần chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tăng cường vai trò, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, thực hiện đúng nguyên tắc tố tụng theo quy định. Trước mỗi vụ việc phải đánh giá, cân nhắc thận trọng, khách quan, áp dụng pháp luật linh hoạt, đặt lợi ích của nhà nước, nhân dân lên trên hết. Mỗi tội phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, đảm bảo thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. Báo cáo với Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, đa số các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, năm sau tốt hơn năm trước. Trong đó, xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự nhằm bảo vệ cao nhất quyền con người. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành kiểm tra nhân dân thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết án hình sự. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030. Theo Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ chia thành hai nhóm trụ sở. Nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ ngành. Nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan, trong đó có 8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất đầu tư xây mới. Còn lại 15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ. Trên diễn đàn Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Cường ở Hà Nội cho biết hai yếu tố khiến việc di chuyển trụ sở ra khỏi nội đô chậm. Đầu tư hạ tầng phát triển ở cơ sở mới chưa thực sự đồng bộ để có thể kết nối hoạt động của các bộ ngành. Ngoài ra vẫn còn có tâm lý chờ đợi giữa các bộ ngành nên chưa tạo ra quyết tâm cao. Do đó cần có lộ trình cam kết để mỗi cơ quan bộ ngành có phương hướng hành động cụ thể. Hôm qua ngày 11 tháng 5, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Tạ Văn Ước, sinh năm 1982, hiệu trưởng trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam, và Trần Khoa, sinh năm 1964, phụ trách phòng đào tạo của trường, về tội giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án ban đầu xác định, mặc dù biết rõ các quy định của pháp luật, biết rõ các giáo viên không giảng dạy tại nhà trường, nhưng Tạ Văn Ước, Trần Khoa vẫn đồng ý ký, thiết lập các giấy tờ, tài liệu không đúng so với thực tế để nâng cao số lượng học viên được đào tạo lái xe nhằm mục đích tăng nguồn thu cho nhà trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hôm qua 11 tháng 5 đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Viết Anh Tâm, 39 tuổi, công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Kiến Phát, về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty của Tâm có tham dự dự thầu công trình cải tạo, nạo vét rạch Cá Trê, thành phố Vĩnh Long. Tuy nhiên, công ty của Tâm không đáp ứng được các điều kiện hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. Để đủ điều kiện và trúng thầu, Tâm đã làm giả 36 tài liệu gồm các chứng chỉ, chứng nhận và thẻ an toàn lao động của các nhân sự chủ chốt tham gia công trình lao động. Khám xét tại nhà, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện công an thành phố Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tối ngày 11 tháng 5 vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý những người sử dụng trái phép chất ma túy
và chủ quán bar nơi phát hiện có ma túy. Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar D1, ngụ phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có hàng trăm người trong quán bar này. Qua test nhanh, phát hiện 63 người, 59 khách, 4 nhân viên dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ ma túy tại nhiều bàn khách đang sử dụng. Thời điểm này, đại diện quán bar chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của một số mặt hàng ngoại nhập như rượu, thuốc lá, xì xa và không xuất trình được hợp đồng lao động của nhân viên. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Đến cuối giờ chiều ngày 11 tháng 5, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý xong hiện trường vụ ô tô lao lên vỉa hè tông hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe ô tô do một người đàn ông điều khiển chạy trên quốc lộ hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Khi còn cách cầu vượt tỉnh lộ 10 quận Bình Tân khoảng 50m, thì xe lao lên vỉa hè tông trúng hai người đàn ông là nhân viên công ty cây xanh đang làm việc bên đường. Vụ tai nạn khiến hai nhân viên cây xanh bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng, biến dạng phần đầu, vỡ kính chắn gió phía trước. Hôm qua ngày 11 tháng 5, Viện Kiểm Lâm huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho biết đã phát hiện một trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Người vi phạm là ông B.Q.V, tên viết tắt, trú xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, làm nghề điêu khắc mộc mỹ nghệ. Lực lượng chức năng phát hiện ông V đang nuôi nhốt hai cá thể chồn bạc má có trọng lượng 2kg. Hạt Kiểm Lâm huyện Phong Điền đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V, số tiền 4.250.000 đồng, đồng thời tịch thu hai cá thể chồn bạc má để thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, ông V thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh về hoạt động săn bắt, bán động vật hoang dã trên trang Facebook của mình. Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Trần Hải Đăng, sinh năm 1989, vì hành vi cướp giật tài sản vào ngày 11 tháng 5. Theo cơ quan công an, chiều cùng ngày, công an phường Khánh Bình tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Khi tổ tuần tra đi đến đoạn đường Lê Thị Trung, thì phát hiện Đăng đang điều khiển xe máy không có biển số. Có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã bí mật theo dõi. Khi Đăng đi đến trước cửa một tiệm tạp hóa trên đường Lê Thị Trung thì bất ngờ áp sát và giật sợi dây chuyền của một người dân rồi tăng ga tẩu thoát. Ngay lập tức, tổ tuần tra truy đuổi và bắt giữ được Đăng cùng tang vật là một sợi dây chuyền vàng trị giá gần 19 triệu đồng. Bước đầu, Đăng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền clip một người mặc sắc phục công an đuổi theo 3 nam thanh niên nghi vấn phạm pháp và bị xịt hơi cay nhưng vẫn kiên cường quật ngã một người, khiến nhiều người dân cảm phục. Clip cho thấy một người mặc sắc phục công an đuổi theo 3 người nam, gồm 2 người đi xe máy, 1 người chạy bộ trên đường. Thấy bị truy đuổi, nam thanh niên ngồi sau xe máy, xịt hơi cay vào người công an để giải cứu đồng bọn chạy bộ. Khi đến trước một khách sạn, người công an nắm được cổ áo của đối tượng chạy bộ và quật ngã xuống đường. Tuy nhiên, 2 thanh niên đi xe máy tẩu thoát. Một số người dân khu vực cho biết, người mặc sắc phục công an là công an khu vực của phường 2, quận Tân Bình, đã truy đuổi theo 3 thanh niên nghi vấn trộm xe của cửa hàng tiện lợi. Sau tai nạn nghiêm trọng rơi xuống vực trên đường quay về trường ở Hà Giang, xảy ra ngày 3 tháng 5, gia đình cô giáo Mai Thị Yến vẫn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều tổ chức cá nhân. Hai con của cô giáo là em Nguyễn Hải Minh, sinh năm 2013, và em Nguyễn Kỳ Thư, sinh năm 2018, đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn đã vận động quyên góp ủng hộ số tiền 6 triệu đồng trao tặng cho hai cháu, động viên các cháu và người thân sớm vượt qua khó khăn. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 12 giờ trưa nay, ngày 12 tháng 5. Theo đài CNBC, giám đốc điều hành CEO Twitter, tỷ phú Elon Musk cho biết ông đã tìm được CEO mới cho mạng xã hội này và ông sẽ chuyển sang vai trò sản phẩm và kỹ thuật. Vị tỷ phú cho biết trong một bài đăng trên Twitter, thật vui mừng thông báo rằng tôi đã có giám đốc điều hành mới cho Twitter. Cô ấy sẽ bắt đầu sau khoảng 6 tuần nữa. Ông không cho biết thêm thông tin về nữ CEO mới này. Ông Musk cũng sẽ đối mặt với những lời chỉ trích vì một loạt thay đổi chính sách từ khi tiếp quản Twitter. Những thay đổi này thường xảy ra mà không có lý do rõ ràng và làm dấy lên lo ngại về tác động đối với người dùng. Sau bài đăng của ông Musk, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla của ông đã tăng hơn 2%, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư hài lòng về động thái này.
Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình ATV Bosnia hôm 11 tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng ông và Điện Kremlin đã ngừng trả lời phỏng vấn các hãng tin phương Tây từ một năm trước vì họ xuyên tạc lời nói của ông. Ông cũng cho biết rằng Điện Kremlin đã đồng ý rằng việc tiếp tục liên lạc với truyền thông phương Tây là vô nghĩa nếu họ vẫn không quan tâm đến sự thật. Ông cáo buộc phương Tây kiểm duyệt các cơ quan truyền thông và cả các nhà báo độc lập từ Nga và cho rằng điều này phản bội nguyên tắc tự do báo chí. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả phương tiện truyền thông của nhà nước Nga, bao gồm RT, hãng thông tấn Sputnik và đài truyền hình VGTRK. Canada, Đức và Pháp cũng đã đặt các biện pháp hạn chế đối với các phương tiện truyền thông Nga. Lầu Năm Góc ngày 11 tháng 5 cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán máy bay trực thăng CH-47F Chinook và các thiết bị liên quan cho Đức với giá lên tới 8,5 tỷ đô la Mỹ. Đức công bố ý định mua 60 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook từ Boeing năm ngoái để thay thế phi đội CH-53 đã cũ kỹ của nước này. Gói trên bao gồm 140 động cơ cùng 20 phụ tùng, hệ thống cảnh báo tên lửa, radio, bộ tiếp sóng, hệ thống định vị, một bộ sửa đổi và hỗ trợ kỹ thuật. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc gia của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ này. Mặc dù đã có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ, song thông báo không cho biết hai bên đã ký hợp đồng hay các cuộc đàm phán đã kết thúc. Hôm qua 11 tháng 5, các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Canada, CAF, đã triển khai binh sĩ để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa đối phó với tình trạng cháy rừng ở tỉnh Alberta, phía tây Canada. Các binh sĩ được phân bổ tại các thị trấn phía tây bắc và trung tâm Alberta để hỗ trợ chữa cháy, lập cầu hàng không, đảm bảo hậu cần và sơ tán những người dân bị cô lập. Hiện vẫn còn hơn 80 đám cháy rừng ở Alberta, trong đó có hơn 30 đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. CAF đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan xử lý khẩn cấp Alberta để xác định những địa điểm cần triển khai quân đội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa ngày 12 tháng 5. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!